Hello, chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn cùng thành công trong cuộc sống. Hôm nay gia đình mình có một chuyến trải nghiệm đi bằng xe lửa từ đường Blue Station đến phi trường Toronto. Mình qua đây đã lâu nhưng chưa được thử đi xe lửa lần nào. Đi đến phi trường có 3 trạm từ ga Union, Blue, Weston rồi đến Airport. Và tụi mình sẽ lên ở trạm Blue. Thì trừ trạm Blue đến Airport thì khoảng 17 phút. Lần đầu tiên đi Strand, Jimmy dẫn tới học sàn hết. Hôm nay Jimmy dẫn mình đi Go Strand. Đi. Don't wait for me. Tụi mình sẽ lên cái train này nha. Đây. Bây giờ ngoài trời rất là lạnh, gió lạnh. Đây. Anh em giỡn. Theo nhận xét của mình khi mình vô trong xe lửa thì mình thấy không khí của trong xe lửa nó sạch sẽ hơn. Thường mình nghĩ là xe lửa nó cũng giống như subway, nhưng mà đi subway là người ta đi mỗi ngày thì không có sạch sẽ bằng cái xe lửa. Xe lửa thì ít người đi thì không khí nó trong lành hơn. Thấy CN Tower luôn. Khi đến Airport mình thì mới mình vừa sẽ xuống tìm cái terminal mà mình muốn đi, thì mình sẽ lên đó thì nó sẽ chuyển mình đến cái terminal mình muốn. Nãy mình mới vừa xuống rồi, lần đầu tiên trải nghiệm thấy vui vui, mình cũng không có cảm thấy lo sợ, tại vì Jimmy của mình nó mỗi lần nó đi du lịch nó không có cần mình chở đến phi trường mà cháu đã tự động đi bằng GoTrain. Thì khi cháu có nhã ý rủ mình đi, thôi kỳ này gia đình mình đi bằng GoTrain, thì mình đồng ý liền. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là phấn khởi. Rồi, vô. Có cần mẹ cầm đối với người khác thì những người ở ven đô á, thì đối với họ GoTrain thì rất là bình thường, tại nhiều khi họ đi làm mỗi ngày, còn mình thì lâu lâu đi một lần thì mình thấy vui vui. Mấy con cũng đã check in vé tất cả chỗ ngồi cho mình ở nhà rồi, nhưng mà đi đến nay thì mình phải lấy cái ticket để mình dán vô trong cái luggage để mình gửi đi. Bây giờ tụi mình đã lên máy bay, nhưng mà tại vì mỗi đứa ngồi một chỗ, là tại Jimmy á, khi mà nó đặt chỗ ngồi trên đó thì chắc có thể nó làm trễ đó, thì chỗ ngồi không có được như ý muốn, phải không? Bởi vì mỗi người thì phải ngồi một nơi. Và bây giờ máy bay đã xuống
phi trường Cuba rồi. Như tụi mình đang đi ra ngoài để đi đi tìm xe bus. Cái pick up mình đến cái resort của mình. Thì bây giờ đã khoảng 8 giờ tối. Giờ đi nhưng đến nơi rồi nha. Giờ sẽ ra bus nè. Nhiều hotel á thì chắc có thể mình đến nơi cũng hơi. Cái đó đó hả? Nóng quá, nóng quá. Giờ lên thôi, đâu có cần gì nữa phải không? Đây là những chiếc xe bus nó sẽ rước người ta đi về hotel. Bây giờ tụi mình đã lên xe hết rồi nha, lên xe bus để đi về hotel ha. Resort, hotel, whatever. Nó 9 giờ quá, 9 giờ mấy quá. Giờ mấy giờ rồi con? 9 giờ. 9 giờ rồi hả? Bây giờ phải nửa tiếng đến đó nữa. Nửa tiếng hả? Dạ đúng rồi, nửa tiếng. Anh ấy con có hỏi ổng không con? Gì? Con có hỏi ổng không lo? Không, cô đang nói. Ồ, dạ. Driving to Varadero. That's the name you remember, but do you remember? It's called the race. And we have an American crocodile, Acutus. Welcome. Thank you. And well, I'm my job. Sau khi xe bus đã cũng như đưa những người kia đi đến resort rồi giờ đến phiên đến resort của mình nè cả nhà. Thì đến nơi lại cũng lấy luggage và khi vào trong thì tụi mình đăng ký để nhận phòng. Thì John thì nó không có muốn là ở cái phòng đó, thì nó muốn upgrade lên, thì tụi mình có mỗi đóng thêm, nó có ba loại, một loại thêm 20 đồng, thì mình phải ở vẫn cái phòng đó nhưng mà mình có thêm những cái điều kiện khác. Nhưng mà mình John không chịu, John muốn phòng khác. Thì mình lấy cái phòng ở giữa giữa là 30 đồng, cộng mỗi ngày thêm 30 đồng US. Thì mình sẽ có cái ocean view, mình sẽ có hướng nhìn ra biển. Còn có một loại nữa 45 đồng, thì mình được có giống như là mình có cái swimming pool nó nằm trước phòng mình. Nhưng mà mình nghĩ cái đó không, mình không cần thiết, tại cũng giống, nó sẽ có phòng giống như mình, ocean view. Thì mình, tụi mình sẽ chọn cái 30 đồng. Và bây giờ tụi mình đã đến phòng. Đây là cái phòng ngủ của tụi mình. 0833. Đi vô, chào anh Giao. Đây là bồn tắm trước nha. Đó. Đây có một cái safety box, hai cái gối extra, tủ. Rồi đi thẳng vô. Bên đây tivi. Mình upgrade cái phòng này lại đó là tại mình muốn cái ocean view á, để ngày mai sáng á mình mới quay được. Còn đây là phòng của con trai mình thì cũng giống như vậy. Sau khi đã bỏ đồ xuống, vali xuống thì tụi mình đã có đi xuống phía dưới để cho ông xã với con trai mình ăn tối. Là tại vì bây giờ cũng đã 1 giờ đêm rồi thì mấy người này đói bụng. Thì ở đây nó có một cái snack mở 24/24 nhưng mà service không có tốt. Mình có thể nói ngày đầu tiên mình gặp cái service này mình rất là nản.
Mình chỉ muốn về phòng để ngủ được một giấc ngon lành cho tới sáng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin đừng quên đăng ký kênh, bấm like và share và cùng đồng hành với mình trong những video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.